Thưa quý vị, cộng đồng ở Mỹ thì quá lớn. Cộng đồng người Việt Nam chúng ta so với tất cả người Việt Nam tại các nước quốc gia trên thế giới. Bây giờ chúng tôi chỉ mời quý vị theo dõi một phần trích đoạn, một cái sinh hoạt khá đặc thù của đồng bào chúng ta tại tiểu bang Louisiana, hay là nói rõ hơn là ở vùng New Orleans. Tiểu bang Louisiana do Pháp bán lại cho Hoa Kỳ năm 1803 là một sự kiện cực kỳ quan trọng về mặt địa lý, vì đã làm diện tích nước Mỹ tăng lên gấp đôi. Giờ này vẫn còn lưu lại dấu tích văn hóa Pháp rất rõ nét, đặc biệt ở thành phố hải cảng New Orleans. Tại khu vực này, khá đông đồng hương Việt Nam sống bằng nghề đi biển. Khởi từ bước đầu đơn giản thuê mướn thuyền bè, dần dần đa số đã làm chủ những chiếc tàu trang bị máy móc tối tân và dụng cụ ngư nghiệp tân tiến, trở thành một ngành sản xuất quy mô, đánh cá, bắt tôm, cung cấp hải sản đều đặn cho các siêu thị và các nhà hàng quanh vùng. Một điểm đáng chú ý là New Orleans và vùng phụ cận có khá nhiều giáo xứ. Đồng bào theo đạo Thiên Chúa sống quây quần quanh những ngôi giáo đường do các linh mục Việt Nam lãnh đạo tinh thần. Đáng nói hơn nữa là một khu chợ hình thành từ đầu thập niên 80 có cái tên gọi rất bình dân là chợ Chồm Hổm, nằm trên khu đất đầu làng Versailles. Sở dĩ gọi là chợ Chồm Hổm bởi thuở đầu nó không có sạp hàng, không có bàn ghế, tất cả bạn hàng đều ngồi xổm dưới đất. Các loại rau quả từ vườn của tư nhân được mang ra bày bán mỗi sáng thứ bảy, từ lúc trời còn dày đặc màn sương. Thành phố có đôi lần nghĩ đến việc giải tỏa khu chợ này, nhưng rồi đa số lại muốn giữ lại, vì nhận ra đó là một nét văn hóa khá đặc thù của người Việt. Người mua, người bán đều là chỗ quen biết, nhất là lớp tuổi cao niên. Kéo nhau ra đây không phải để kiếm tiền, mà vì cần tìm một chỗ gặp nhau, một sinh hoạt tinh thần để giải tỏa nỗi quạnh hiu nơi xứ người. Chợ Chồm Hổm vì thế vẫn tiếp tục hiện diện, mặc dù về bề mặt có đổi thay đôi chút so với thuở ban đầu.